tình huống tổ chức tấn công đến từ cầu thủ bên phía Cha Family. Đấy là Linh Bách. Tình huống đảo cánh tốt. Cắn Chris. Đập nhả khá hay. Và bóng vẫn còn trong chân của Cancrit. Trung ốc. Đường truyền không thành công. Bắn ngoài, bắn ngoài. Tay chúng ta khỏi sáo đi. Một tình. Một tình huống tổ chức đá phạt, dứt điểm vào. Đó là tình huống phối hợp đá phạt quá đơn giản nhưng nó quá hiệu quả đến từ các cầu thủ bên phía Cha Family. Người ghi bàn trong tình huống vừa rồi là số 7 bên phía Cha Family, những cái tên đó chính là Linh Bách. Và dứt điểm một chạm quá hoàn hảo. Một tình huống lên bóng tiếp theo không thành công đến từ cầu thủ Cha Family. Một đường truyền quá hay của Linh Bách nhưng pha đập nhả cuối cùng lại không thành công. Vẫn đang là cầu thủ Cha Family. Quá đông những chiếc bóng áo trắng vào tình huống giành lại bóng thành công. Nhưng vẫn không thể nào có cơ hội tấn công được dành cho các cầu thủ bên phía Y4. Họ tỏ ra quá thiếu những phương án. Và đây là cơ hội vào. Một tình huống phản công đơn giản với chỉ 1-2 đường chuyền. Ngay lập tức thì đã có cơ hội. Bóng được xuất phát từ Huy Mổ. Một đường chuyền, hai đường chuyền và một cú dứt điểm. Chỉ với những điểm chạm đơn giản thì cầu thủ Cha Family họ lại nhân đôi cách biệt lên thành. Cơ hội. Và đó là bàn thắng thứ 3 dành cho cầu thủ Cha Family thì phải. Đó là một điểm chạm khá đơn giản. Một tình huống chạm bóng tinh tế đến từ Linh Bách. Nâng tỷ số lên thành 3-0. Và có lẽ người kiến tạo tình huống vừa rồi có lẽ là thủ thành Huy Mổ. Chỉ một đường truyền mà thôi. Sau đó là một cú chạm tinh tế đến từ Linh Bách. Vẫn đang là những tình huống mà các cầu thủ bên phía Y4 họ cho thấy rằng mình cũng đang có những tình huống phản công tinh tế. Và đây là một cú giật gót của Cancrit. Vẫn chưa ai tung được cú dứt điểm tình huống vừa rồi. Nhưng đây là cơ hội phản công dành cho thủ Y4. Lại một lần nữa Huy Mộ có một tình huống chọn vị trí hợp lý để bắt được thi đấu với một sự cẩn thận hơn với những đường chuyền cũng như những tình huống đỡ bóng của cả hai đội. Đã có tiếng còi trọng tài được vang lên trong tình huống này thì phải. Chưa rõ nó sẽ là một quả phạt dành. Và lại là một quả phạt dành cho Cha Family. Họ có quá nhiều những phương án để có thể đưa ra. Và đó là một tình huống. Lại là cơ hội cũng như cách tổ chức quá hay đến từ các cầu thủ áo đỏ. Đấu sức vào người này nào. Cả cùng xem lại tình huống này. Huống đập nhả đơn giản. Và cuối cùng bàn thắng thứ 4 4-0 dành cho Cha Family. Tại khán chúng ta có thể quay trở lại dần. Nhưng đây là tình huống lên bóng dành cho thủ Cha Family với sự xuất hiện của Quốc Khánh. Không có quần áo à?
đi đi này, cho đi. Và đó là tình huống mà bàn thắng rút ngắn tỷ số đến với các cầu thủ bên phía Y4. Một tình huống mà 2 đánh 1 và Huy Mồ quá khó để có thể làm được một điều gì bất ngờ. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-4 dành cho các... Còn đôi Đức Tỉn hay đi đôi Mizuno đỏ. Đây là Tuyền Tèo, cơ hội dứt điểm vào. Một tình huống mà có lẽ Tuyền Tèo đã quay trở lại hồi trai trẻ với một tình huống bứt tốc đâm thẳng vào phía trung lộ. Không một cầu thủ áo trắng nào ngăn cản anh. Nhìn đi, chúng ta có thể thấy đâm thẳng vào trung lộ, không ai vào để ngăn cản cả và pha dứt điểm. Nó là quá dễ dàng. Và tỷ số được đánh. Đường chuyền bình tĩnh. Lệ rơi. Đường chuyền dài rất hay của Lệ rơi và bóng đến chân của Tuyền Tèo. Người cắt bóng là Can Quýt. Cơ ơi! Can Quýt đối đầu với Duy Cúp. Vào! Vào hay không? Và có lẽ đó là bàn thắng được công nhận. Chúng ta phải... Tình huống quá đẳng cấp. Quay sát rồi đôi giày đây. Chúng ta xem lại tình huống múa đảo múa với đôi giày Camito TA11 này của Can Quýt. Một pha đảo bóng trước mặt của Duy Cúp. Cùng với một tình huống dứt điểm đánh bại hoàn toàn đi Huy Mồ và tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-5. Cái gì quan trọng thì có lẽ chúng ta nhắc lại 3 lần và tình huống ghi bàn này quá quan trọng. Chúng ta phải xem lại. Pha đập nhả rất hay, bóng đến chân của Can Quýt. Làm gì đây? 3 vòng, 3 cầu thủ áo đỏ. Và Can Quýt thực hiện một đường chuyền tốt tới vị trí của cầu thủ mặc áo số 6 bên phía Y4. Đảo chân. Chứ lại không thực hiện được một đường chuyền bất kỳ nào trong tình huống vừa rồi. Khi mà bóng cũng là quá ướt. Lại là một tình huống đảo chân nhưng dứt điểm là không thành công. Huy Mồ đã lên rất cao và một tình huống đánh chặn hay đến từ Huy Mồ. Nhưng không có tiếng còi nào trọng tài vang lên cả. Cơ hội vẫn là dành cho thủ Y4. Và tỷ số chúng ta lại được thay đổi. Tỷ số được rút ngắn xuống chỉ còn là 3-5. Khoảng cách giờ đây còn là 2 bàn. Lệ rơi, dứt điểm. Vẫn còn. Và cuối cùng thì bóng lại lăn vào mảnh lưới của cầu thủ Y4 trong tình huống vừa rồi. 6-3 dành cho Trà Family. Can Quýt. Máy khoan, Can Quýt lại không thể xuyên qua bức tường áo đỏ trong tình huống vừa rồi. Nhưng đây là cú dứt điểm. Và dứt điểm một chân trái rất hay đến từ cầu thủ mang số áo 37 Long Nghệ An. Và cũng có một cái đập tay với Idol. Tỷ số bây giờ là 6-4. Bàn thắng rút ngắn tỷ số. Khoảng cách giờ chỉ còn là 2 bàn dành cho các cầu thủ bên phía. Cắt bóng tốt đến từ Can Quýt. Quá người được hay không? Bóng vẫn còn dành cho thủ áo trắng. Đấy là vị trí của Nguyễn Nhút. Dứt điểm vào. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 5-6. Khoảng cách chỉ còn là 1 bàn mà thôi. Thì cuối cùng Can Quýt cũng đang giúp các cầu thủ Y4 thay đổi đi rất nhiều thế trận. Bóng lên chân Can Quýt. Nhà lại không thành công. Và trận đấu cũng đã kết thúc ở đây. Chiến thắng thuộc về dành cho thủ Trà Family với khoảng cách 1 bàn. Và chúng ta cũng xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị và khán giả ở những trận đấu tiếp theo.